Xin mến chào các cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bọn sa cây cảnh trên cao nước ha. Và hôm nay ta tiếp tục quay trở lại vườn của em Nhi ha. Em Nhi giới thiệu cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai mini ha, mai giống ghép gốc nhót cho cô chú anh chị mình mua về chơi tết ha, hoặc là cô chú anh chị mình mua về lấy giống, thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình ạ. Rồi không làm mất thời gian nữa, gặp em Nhi, đem Nhi chào giới thiệu về giao lưu nha. Rồi em Nhi ơi. Dạ em chào anh ạ, em chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Dạ hôm nay thì em có trở lại kênh. Dạ bên vườn em thì mai lớn nhỏ đều có nha, đủ kích cỡ nha. Dạ cần giống nào thì cứ alo cho em nha. Dạ thì hôm nay thì em cũng xin giao lưu cây giống Phượng Thanh Tân, cúc Phượng Thanh Tân nha. Rồi cây cúc Phượng Thanh Tân. Cây này em ghép cũng khá lâu rồi nha. Rồi củ đế nè cô chú anh chị ha, có ha. Gần liền cốt luôn rồi. Rồi cây em đo thử chiều cao đi. Dạ chiều nhắm cao thôi. Của nó là khoảng hơn 50 nha. Khoảng 50 ha. Dạ 50. Rồi, chiều cao thì lấy khoảng 50. Nói chung cô chú anh chị mua thì em nó sẽ lấy độ chiều cao là từ khoảng 50 lấy lên. Cái này để bỏ nó là nha. Được ngón út nha, ngón út của em nè. Rồi. Rồi. Đó, đặt ngón tay vô. Cỡ ngón út ha cô chú anh chị. Dạ, ngón út. Rồi, và cỡ 56 ha, cụ đế nè. Chiều cao thì cỡ 50 cm. Đó. Dạ, đúng rồi. Rồi, cúc Phượng Thanh Tân này thì em giao lưu giá làm sao em? Dạ cây Phượng Thanh Tân này thì em cũng xin giao lưu là 150 một cặp nha. Rồi. Dạ, một cặp của nó thì siêu đẹp luôn. Dạ. Cây này mình lấy bo là ok lắm nha anh. Lên nụ. Dạ. Lên nụ đều rang hết rồi cô chú anh chị mình ha. Cây này lấy bo là ngon lắm. Rồi. Cây nào của em thì cũng có củ đấy cả. Dạ. Nói chung là mấy cây này lên cũng khá là cao ha. Dạ đây. 2 4, nói chung là khoảng tầm 6 tấc ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Quá trời luôn. Dạ đây, rất là đẹp luôn. Dạ. Cái lô này là lô mới của em luôn nha. Dạ. Cái này có còn tầm khoảng bao nhiêu em? Dạ. Rồi, em bên em còn tầm khoảng bao nhiêu cây? Tầm mấy cây không? Dạ, bên em còn khoảng hơn 100 cây á. Dạ. Nếu như mua nhiều thì em để giá sỉ cho nha. Rồi, mua nhiều để giá sỉ ha. Dạ đúng rồi. Rồi, 150 một cặp bao phí vận chuyển ha. Dạ đúng. Rồi, mình còn loại khác không em? Dạ, thì còn ạ. Dạ. Rồi, vậy mình giới thiệu loại khác em ha. Dạ, rồi. Rồi, dạ. Mình giới thiệu loại tiếp theo đi em. Dạ, thì qua bên đây thì em xin giới thiệu số giống mai cây rất là đẹp luôn nha. Dạ, cây như thế này. Đây là cây họ Hương nha. Cây to. Dạ đây cũng bằng một ngón út của em nha. Rồi củ nó cao. Nói chung là cây cỡ bằng cây bút bi lấy lên ha. Dạ, cao là khoảng 30 cm nha. Cúc Thọ Hương. Rồi em dạ, cầm lên em quay một giờ xoay vòng vòng cho cô chú anh chị thêm. Dạ, tàn cũng rất là khá toàn nha. Dạ cây này thì em giao lưu là 40 nghìn một cây nha. Rồi. Mấy đây. Cây em gửi hàng và mấy cây em bao ship em? Dạ, 5 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship luôn nha. Rồi. Dạ, rồi. Còn riêng cây Phượng Thanh Tân đó thì em bán một cặp là em giao luôn nha. Rồi, một cặp là giao luôn Phượng Thanh Tân ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Dạ, tiếp theo đây. Phượng đây là cúc Phượng Hoàng, dạ đúng rồi. Rồi. Đây, cây đó cũng rất là đẹp. Cô chú anh chị. Đế nè, đó, có bốn đế hết cô chú anh chị ha. Dạ, lô này là lô mới của em luôn nha. Rồi, đồng giá 40 ngàn luôn ha. Dạ, cây này rất là to. Rồi, dạ, tây thi phải không em? Dạ, đây là cây tây thi nè. Đó. Rất là cao luôn nha. Đây. Dạ. Tây thi bông rất là to nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Lô này mà quý cô chú anh chị không lấy là rất là tiếc luôn. Em chân thành nói vậy luôn đó. Cây rất là to. Rồi, dạ đây. Là hoàng hậu ha em. Dạ. Lô mai này của em rất là xịn luôn nha. Rồi, xịn hậu. Hơn nói chung luôn. Là mình lấy chiều cao là tầm bao nhiêu em? Dạ là khoảng 25 trở lên hết nha. Rồi, nói chung là mấy cây mai giống này cô chú anh chị mình lấy thì em Nhi sẽ lấy là chiều cao là từ 25 cm trở lên. Dạ. Rồi. Đây cúc cam. Cúc cam ha, cây dạ, tạng cũng khá nè cô chú anh chị ha. Dạ đây. Rồi. Gốc cả cây bút bi lấy lên ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ đây. Đây nữa. Đó. Tiếp chuẩn mình xem đi. Rồi. Đây. Dạ tiếp đây. Rồi, đây. Cái cúc phép phải không em? Dạ cúc phép luôn. Rồi. Dạ có hơn 20 loại giống nha, 20 đến 30 loại. Dạ thì cứ liên hệ với em để em tư vấn nha. Rồi. Dạ là em giao từ 5 cây rồi em bao ship luôn nha. Rồi cúc phép nữa phải không em? Dạ đúng rồi, đế rất là đẹp luôn nha. Rồi. Đây. Cây nào cũng có quấn củ quấn đế, còn cô chú anh chị mình an tâm nha. Dạ. Rồi. Lô mai này không lấy là quý cô chị rất là tiếc luôn nha. Em nói thiệt luôn đấy. Rồi, bạch mai nè. Mình dạ. Có bạch mai đó phải không em? Thấy dạ, có bạch mai nè. Dạ đây. Vâng. Thì bạch mai mình có mấy loại em? Dạ, bạch mai thì mình có 3 loại nha. Bạch mai miếng điện, bạch mai đọt hồng, bạch mai thái. Rồi. Dạ đây. Đó, cây này là tại vì em chưa ấy nên chứ không phải là nó bị chết nha. Dạ. Đây. Cây này nói chung là tại bạch mai thì mình để ngoài nắng thì lá nó hơi xấu xấu vậy chứ. Dạ, đúng nói rồi. Chung là cây nó sẽ mạnh nha cô chú anh chị. Còn nếu mình để trong mát không á thì mình nhưng mà đưa ra mình chăm á nó sẽ yếu hơn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Cúc hoa hồng. Dạ đúng rồi. Đây cúc hoa hồng. Cây tàn cá luôn. To. Đây. Chiều cao tầm khoảng 30 cm cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Này, giảo đọt đỏ phải không em? Dạ đúng rồi, cây giảo đọt đỏ nãy giờ em nhìn không ra luôn ạ. À. Rồi giảo đọt đỏ. Đó, cây... rất là nhiều giống hôm cô nay, chú anh chị hôm ha. Hôm nay em xả mấy cây này luôn nha.
Cây này đúng ra là em bên em là bán 6 đến 60 ngàn đến 80 ngàn nha, mà hôm nay em bán 40 ngàn. Mà quý cô chú nào không lấy thì rất là tiếc nha. Rồi. Dạ rồi. Đây. Dạ. Rồi mình còn loại nào nữa không em? Giống như là đây giả đọt đỏ nó nè cô chú anh chị ha. Này nè, cái đọt nó đỏ tươi luôn cô chú anh chị ha. Dạ đúng rồi, cây nào cũng rất là lớn nha. Lô mai này của em rất là xịn luôn. Rồi, em có giống lá ngọc cành vàng đâu không em? Dạ có chứ, lá ngọc cành vàng. Đây. Trời ơi, đi ngã luôn. Rồi, lá ngọc cành vàng luôn ha. Dạ đúng rồi. Đọt vàng ôm luôn nè cô chú anh chị ha. Lá ngọc cành vàng. Lá ngọc cành vàng nha. Rồi, cúc Tân Châu, cúc Vạn Thọ, cúc Vạn Phúc về. Vâng vâng, nhiều đại lắm. Đại lộc cũng có nó phải không em? Dạ đúng rồi, đại lộc có. Rồi, cây này dạ cúc như là cúc hoàng đế nè phải không em? Dạ đúng rồi, cây này cái cúc hoàng đế nha. Dạ. Rồi. Cây này cúc thì cũng rất là cũng được nha, nó có tán nha, nó không cao nhưng mà có tàn, đúng rồi. Rồi, cao tầm khoảng 10 cm nhưng mà có tàn coi chú anh dạ, chị đúng ha. Rồi. Cây của em thì có nếu như mua nhiều thì cũng phải có cái cao cái thấp nha. Cây thì cây nào cao thì cây đó không có tàn, mà cây nào không có tàn thì cây đó cao nha. Dạ, dạ. Chứ không phải cây nào cũng giống như cây nào, mong quý cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Thì mình có cây lớn cũng có cây nhỏ nha. Rồi. Dạ đúng rồi, mình xen vô. Dạ, rồi. Này là em nói thật lòng. Rồi mình có đại lộc với cúc Tân Châu đồ không em, mình giới thiệu luôn ha. Dạ rồi. Rồi em giới thiệu đi nha. Dạ, đây là cây cúc họ Hương lớn của em nha. Dạ cây này thường của em là bán 100 ngàn một cây, mà hôm nay em xả lỗ luôn 60 ngàn một cây. 60 ngàn nha, cây là rất là cao nha. Khoảng 40 đến 50 xăng ha cô chú. Dạ đúng rồi. Tàn đều đây. Luôn cô chú anh chị. Em đã sửa dây hết rồi nha, cây dán uống luôn, dán bay luôn. Rồi gốc thì nó chùm cỡ cây bút bi lấy lên ha em. Dạ đúng rồi. Rồi 60 ngàn một cây, rồi bóc thêm vài cây nữa cho anh tham khảo. Đây, anh coi đây củ đế nó nè, 60 ngàn một cây nha. Quý cô chú anh chị nào không lấy em thật sự rất là tiếc nha. Đây củ đế. Vâng. Rồi. Dạ. 60 ngàn một cây ha, chiều cao nói chung là từ 50 xăng trở lên cô chú anh chị mình ha. Dạ, 3 cây thì 40, em gửi hàng xăng. Nha. 5 cây thì em bao ship. Đa phần là 40 đến 50 xăng, gốc thì cỡ một cây bút bi ha. Dạ. Rồi, mình giới thiệu tiếp cái loại đại lộc đi em. Dạ, đây, vâng, đây là cây đại lộc nha. 40 ngàn một cây. Đây, đế đó. Quý cô chú anh chị mình xem đế đi nha. Có quấn đế ha. Gốc cỡ một cây bút bi ha. Tàn rất là đều nha. Trời ơi, cây này quá trời luôn. Cây này chơi mini là cực kỳ. Em ốm tay đo thử đi. Đo thử tầm khoảng bao nhiêu, mình lấy chiều cao tầm bao nhiêu. 20 xăng ha. Dạ đúng rồi, cây này tàn rất là đều luôn nha. Tàn nó chắc cũng khoảng 30 á quý cô chú anh chị. Rồi. Rất là nhiều, rất là to. Vâng. Rồi, cây này thì cũng có cây đẹp, cây xấu cô chú anh chị đúng ha. Đúng rồi. Dạ bên em thì có cây đẹp, cây xấu chứ không phải cây nào cũng giống như cây nào nha. Dạ em này mình em lấy dài tới ha, chứ mình một clip vậy mình thì mình lấy dài tới luôn ha. Đúng em rồi. Cũng như là cây nào tệ quá thì mình bỏ ra. Dạ. Rồi bán đồng giá 40 ngàn một cây. Dạ đúng rồi. Rồi đồng giá 40 ngàn, hôm nay em xả thì em phải bán vậy chứ không phải là em lựa hết tất cả các cây đẹp. Tại vì cây này bên em là bán tới 6 đến 80 ngàn một cây, mà hôm nay em xả lỗ mà. Rồi. Dạ. Dạ rồi. Em còn giới thiệu loại nào nữa không Nhi? Dạ không, thì hôm nay em chỉ giới thiệu sơ một số loại giống mai như vậy thôi. Dạ thì em cũng chân thành quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Và mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ với em clip này nha. Dạ thì clip này là em thật sự là xả lỗ rồi đó. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em nha. Dạ. Rồi. Dạ số điện thoại của em là 0384033427 nha. Dạ rồi, em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước á, cũng như là clip này. Cảm ơn nhiều lượt sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình về lâu về dài. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.